Hello, xin chào các bác. Xin chào các bạn đam mê và yêu hoa lan. Hôm nay mình lại tiếp tục quay cái video về hoa lan. Nhưng cái video này thì mình sẽ quay cho các bạn thấy xem một cái giỏ lan cực kỳ đẹp. Cái đẹp ở đây hoa lan giả hạc đẹp rồi. Tuy nhiên thì cái cách trồng và chăm sóc của một cô ở đây thì mình thấy rất là độc đáo các bạn. Cái này thì mình thì hay thấy người ta trồng cái lan ở những các cái giá gốc cây. Đây các bạn thấy không? Đây. Đây là những cái cây mà trồng giá, những gốc cây rồi những các cái sơ như thế này. Tuy nhiên thì ở đây là có một cái này hoa rất xài các bạn, đang ra nụ này. Ở đây thì trồng có nhiều cái cây tổ quả các bạn thấy chưa, đây này, một cây lan cực kỳ đẹp trồng phát triển trên một cây tổ quả ha, các bạn thấy không? Đó, phải nói là cực kỳ đẹp luôn ha. Đây là màu hoa rồi, cánh rồi, cánh hoa hỏng cũng rất là đẹp ha. Với mình thì cái cách đánh giá của mình thì cũng không, mình cảm nhận của mình thì chắc chắn là không những bằng những các cái bác, các bạn pro trồng chuyên về hoa rồi nhá. Nhưng với mình thì mình thấy cực kỳ đẹp luôn, nhưng mà nó đẹp ở cái là mình thấy trồng những cái cây tổ quả các bạn ha. Đây này. Mình để sẽ lùi một cái chậu này đây một chút để mình quay một mình cái chậu này thôi ha. Chậu lan giả hạc mà trồng ở những cái cây tổ quả các bạn. Đây. Các bạn thấy cây tổ quả là bỏ trong một cái giá sắt này. Đó, các bạn thấy nó phát triển cực kỳ mạnh, có nghĩa là cái độ ẩm của cây tổ quả rừng về đó, nó làm cho cái lan nó có lẽ là nó mang lại cả những cái nó còn giữ lại những cái chất thiên nhiên nhất ở trong rừng đấy các bạn này. Đó, cái cây tổ quả nó mạnh hơn cả lan, thì những cái trong cái gốc lan này thì nó còn đang có cái chất hoang sơ ở trong rừng ra, để nó làm cho cái cây lan nó cực kỳ là to các bạn, cực kỳ là đẹp. Đó, rất là tươi, cái cây này nó cực kỳ tươi đẹp rồi. Bản thân nó tạo cho một cái dáng cực kỳ đẹp, lan ở bên trên nó cực kỳ đẹp ha. Đấy các bạn thấy không? Tôi nghĩ là trồng lan ở những cái cây tổ quả cực kỳ đẹp ha. Giỏ lan trên cây tổ quả. Đó, cái vòng hoa nó vòng vòng các bạn thấy chưa? Đẹp ghê á, mình thấy cực kỳ đẹp luôn, mình thấy treo trong nhà, nhưng mà mình xin phép cô có cái chậu lan này mình mang ra ngoài á, ngoài giàn lan mình quay cho nó đủ ánh sáng các bạn ha. Đây này, các bạn có thể thấy được đó, thấy hỏng hoa này, wow đẹp ha. Mình xa cái đường để cho nó khỏi ồn á, các bạn thấy mình quay review cho các bạn thấy toàn bộ ha. Đó là những cái chậu mà trồng như cái giá mà có cái miếng gỗ. Đây là bình thường rồi ha, đó là thông thường rồi. Đây. Nhưng mà cái chậu này thì trồng như cây tổ quả các bạn. Cái tổ quả. Thế này cũng có phân đây, phân thì thế này cũng có phân, nhưng mà phải nói là cái cây tổ quả là trồng lan nó trong cái tổ quả nó cực kỳ tốt các bạn, đẹp lắm. Nhìn dáng cực kỳ đẹp luôn, cành hoa dài uốn cong ở trên, nó làm tạo dáng bên trên cái tổ quả thành một cái chậu hoa lan cực kỳ đẹp luôn các bạn ha. Đó, các bạn nhìn trái tim luôn. Đó, các bạn thấy không? Hai cành lan này, đó. Cái cành nó uốn cong, chắc là nó khoảng hoa nó cũng sai, nhưng mà theo ấy thôi. Mỗi nách thì một hoa thôi các bạn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 4 5 6 7 8 9 30 trên 30 bông luôn các bạn, một cành như vậy. Nhưng mà các bạn thấy cái độc đáo của nó là trồng những cây tổ quả ha. Còn cái cây tổ quả nó rất là xinh, nhìn thấy dáng nó cực kỳ đẹp. Nó có mấy nhánh, nhưng mà có mấy nhánh dài đó. Cực kỳ đẹp luôn các bạn ha. Đó. Mình thì chưa dành về các loài hoa hoa lan các bạn nhá. Nhưng mình thấy nó đẹp thì mình quay lại để chia sẻ đến các bác yêu lan ha. Và đặc biệt là
cái độc đáo là trồng ở trên cây cái tổ quả bạn ha, đẹp ha, nhìn cái bên trong cái tổ quả, cái tổ quả nó phát triển cũng khá mạnh ha, đó đẹp ghê á các bạn ha. Thì nó còn mang lại các cái nó mang lại cái những cái chất rồi là những cái hương vị của trong rừng, nó còn bám vào cái kẽ của cây này thì nó làm cho khả năng làm cho cây lan nó có độ ẩm và những cái chất rất tốt cho cây lan, nó phát triển rất mạnh ha, rất đẹp ha. Đấy, cực kỳ đẹp luôn các bạn. Đó, ngoài ra thì lan còn rất là nhiều đó các bạn ha. Đó, thấy chưa, dưới rất là nhiều lan các bạn. Mình là người đặc cách được vào cái vườn lan này để quay các bạn ha. Các bác trồng lan thì biết rồi, không ai cũng có thể được vào cái vườn lan, ngoại trừ những người yêu lan và những cái người có tâm yêu quý lan, trồng chăm sóc và chia sẻ kinh nghiệm trồng lan, rồi là mua bán lan với nhau ha. Đấy các bạn thấy chưa, đó đẹp ha, mình ngắm mãi không chán à, cực kỳ đẹp luôn các bạn. Các bạn thấy nó như thế nào thì cho ý kiến và comment bên dưới ha. Giá hạc gọi là chậu lan giá hạc cực đẹp, tạo dáng ở trên cái cây tổ quả này. Cây này chắc là trồng cách đây là bản chất của cây lan này thì nó đã sống, nó đã phát triển rồi, nhưng mà mới đưa vào chậu thì chắc là đưa vào cái tổ quả chắc cả nửa năm này thôi các bạn, cả 6 tháng này thì mình cũng thi thoảng lên mà mình thấy rất đẹp ha. Đấy, review lại chút nữa. Wow, đẹp ghê ạ. Đấy các bạn, mình nhìn trên xuống này. Cao quá, mình suýt ngã. Giữ cho nó đứng lại. Rồi, video của mình xin kết thúc ở đây các bạn ha. Các bạn có ý kiến gì thì hãy comment bên dưới nhé. Để mình sẽ cố gắng đi giao lưu, và đặc biệt là mình xin phép để review lại những các cái cây lan đẹp ở những cái vườn lan để gửi đến các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và chúc các bạn luôn có những sưu tầm nhiều loại lan đẹp, và những người yêu quý lan hãy kết nối với nhau, và đặc biệt các bạn hãy cho ý kiến của bạn ở dưới nhé. Tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo.